Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn tiếp theo của bài tin mừng hôm qua. Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ với những lời thật tha thiết và tâm tình. Sau khi xin Cha gìn giữ các môn đệ trong danh của Chúa Cha, cũng như chính Người đã gìn giữ các môn đệ khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Các môn đệ được gìn giữ, được trao truyền lời Cha, và vì thế, thế gian đã ghét họ bởi họ không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây phải hiểu là thế gian thù nghịch với Thiên Chúa, thế gian của bóng tối, từ chối ánh sáng, thế gian của tội và sự chết. Cho nên thế gian mới ghét ánh sáng, ghét chân lý, ghét sự thật, và vì thế ghét các môn đệ là những người được lãnh nhận ánh sáng, chân lý, lãnh nhận lời của Thiên Chúa. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi vì các môn đệ được sai vào trong thế gian, một thế gian thù nghịch, để rao giảng tin mừng, để trở thành muối và ánh sáng. Vì thế, Chúa Giêsu tiếp tục nài xin Chúa Cha: Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, vì lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Và vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. Như thế các môn đệ phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, để như Chúa Cha đã gìn giữ Chúa Giêsu thế nào, thì các môn đệ cũng được gìn giữ khỏi ác thần như vậy. Như Chúa Giêsu là trọn vẹn thực thi thánh ý Chúa Cha và thánh hiến chính mình thế nào, thì các môn đệ cũng thực hiện đúng như vậy khi thánh hiến chính bản thân họ cho Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu được Chúa Cha sai vào trong thế gian, thì các môn đệ cũng được sai vào trong thế gian. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thánh hiến chính mình Chúa làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con cũng hiến mình trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng sống được như lời của Thánh Phaolô đã nói: Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Amen.